Bản cover lại lyric video của bài hát Natural của Imagine Dragon được học viên Nightside thiết kế 100% bằng animation PowerPoint. Xin mời cả nhà cùng chiêm ngưỡng sức mạnh tối thượng của PowerPoint. Will your heart align? When every one of them has given up, given in, tell me, in this house of mine. Nothing ever comes without the consequence, the cost, tell me, will the stars align? Will ever step in, will I step from a sin, willing, cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter than the prey. And you're standing on the edge, face up, cause you are natural. I'm feeling horror score. Chắc chắn sẽ có nhiều bạn nghĩ rằng mình đang chiếu video gốc của bài hát, nhưng mình xin lấy hết danh dự của Nightslide để cam kết rằng tất cả phân cảnh chuyển động của bản cover này đều được làm hoàn toàn từ PowerPoint. Chính bản thân mình khi nhìn thấy bài tốt nghiệp này của học viên Nightslide cũng không khỏi vỡ òa cảm xúc, xen lẫn bất ngờ tột độ. To the beast, not the world without the tears, facing a bit on the truth, the truth. That's the price you pay. Leave behind your heart and cast away. Just another product of today. Rather be the hunter, not the prey. And you stand on the edge, face up, cause you are not your own. I'm feeling out of stone. You're gonna be so cold to make it in this world. Yeah, you are not your own. Bring me your life to throw. You're gonna be so cold. Yeah, you are not your own. Với tiềm năng sáng tạo animation không giới hạn từ PowerPoint, kết hợp với tư duy cùng kỹ năng thiết lập và làm chủ những chuỗi chuyển động phức tạp chuyên sâu từ Nightslide, chúng ta hoàn toàn có thể tự tay xây dựng lên những video marketing, e-learning, lyric hay motion graphics hoạt hình đầy ấn tượng và đột phá. Hiện tại, Nightslide đã mở đăng ký khóa học PowerPoint hình thức offline, đào tạo trực tiếp. Mong cả nhà có thể tham khảo lịch học gần nhất tại nightslide.vn, Hà Nội để sở hữu trọn đời Office 365 cùng bộ tools Nightslide ưu việt kết hợp với tư duy và kỹ năng thiết kế toàn diện trên PowerPoint. Nếu chúng ta đang ở tỉnh thành khác hoặc chưa thể học offline, mọi người có thể tham khảo khóa học PowerPoint online toàn diện tại nightslide.com. Yeah, you are not too low.